Xôn xao thông tin xe Thành Bưởi hoạt động lại, cơ quan chức năng vào cuộc. Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ có văn bản gửi các đơn vị đề nghị xem xét thông tin Thành Bưởi hoạt động trở lại, đồng thời làm việc với doanh nghiệp yêu cầu xử lý việc này. Diễn biến sự việc thế nào, mời cả nhà theo dõi tiếp ngay sau đây nhé. Chiều ngày 18 tháng 1, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cho biết đã ký công văn gửi Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Cần Thơ hỗ trợ xử lý thông tin đăng trên môi trường mạng liên quan xe khách Thành Bưởi hoạt động trở lại tuyến Cần Thơ - Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, hiện các thông tin liên quan việc xe khách Thành Bưởi hoạt động trở lại tuyến Cần Thơ - Thành phố Hồ Chí Minh được đăng tải trên mạng và dùng số điện thoại đường dây nóng 1900 1026 thuộc hãng xe khách Thành Bưởi cho hành khách đặt vé. Việc này gây ảnh hưởng đến dư luận xã hội do công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi đã bị Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không thời hạn và Sở Giao thông Vận tải Thành phố Cần Thơ cũng chưa cấp giấy phép. Vì vậy, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ đề nghị hỗ trợ xử lý, ngăn chặn kịp thời các thông tin đăng trên mạng xã hội chưa đúng quy định pháp luật, tránh trường hợp hiểu nhầm xe khách Thành Bưởi hoạt động trở lại chưa đúng quy định. Ông Khoa cho biết thêm, đơn vị có cấp phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cho công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải du lịch Yên Phong. Công ty này khai thác tuyến vận tải hành khách cố định từ Cần Thơ thành phố Hồ Chí Minh, xuất phát từ bến xe khách thành phố Cần Thơ, điểm đến là bến xe khách miền Tây. Về phía Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Hòa An khẳng định, việc đăng các thông tin liên quan đến nhà xe Thành Bưởi và bán vé xe tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ do trang fanpage có tên nhà xe Thành Bưởi tự làm. Nhà xe Thành Bưởi vẫn đang trong thời gian chấp hành xử phạt và Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh chưa nghe có ý kiến gì, đề xuất gì về hoạt động trở lại. Nếu bắt đầu thì sớm nhất ngày 3 tháng 2, đơn vị này mới có thể làm những thủ tục liên quan để đề xuất hoạt động. Còn việc đang bán vé như phản ánh hiện nay, có thể nhà xe Thành Bưởi đang làm với một pháp nhân khác. Còn bạn mà thấy sao về sự việc này, chia sẻ với chúng tôi ngay bên dưới phần bình luận và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong ngày nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.